Hồ Ngọc Hà đưa Kim Lý lên bán rap ở The Newman Tour, netizen chị sáng nhất đêm nay. Tối ngày 15 tháng 10, đêm chung kết The Newman Tour đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Không hổ danh nữ hoàng giải trí, Hồ Ngọc Hà nổi bật trong đêm chung kết, gây ấn tượng mạnh với khán giả khi nhạc nền bắt đầu bằng cụm từ căng cực được lặp đi lặp lại. Chưa dừng lại ở đó, Hồ Ngọc Hà còn khiến khán giả hết sức bất ngờ khi đưa Kim Lý lên sân khấu. Chồng nữ hoàng giải trí đã bán rap hỗ trợ cho phần thể hiện của đội. Ngay khi Kim Lý lộ diện, người hâm mộ đã hò hét, vỗ tay cho màn tỏa sáng của đội Hồ Ngọc Hà. Netizen dần dần khẳng định với combo căng cực và Kim Lý, đội Hồ Ngọc Hà tỏa sáng nhất đêm nay. Câu nói căng cực của Hồ Ngọc Hà bắt nguồn từ tập 2 show The Newman Tour. Cụ thể đó là lúc các team đang vô cùng căng thẳng trước phần nhận xét, cho điểm để tìm ra đội chiến thắng lẫn đội phải bước vào vòng loại trừ. Hương Giang khi ấy đã nhận xét Hồ Ngọc Hà không công tâm. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà cũng đã bình tĩnh nêu rõ quan điểm, nhưng cũng rất đanh thép làm không khí trở nên căng thẳng. Hương Giang quyết định bật chế độ chiến và khiến Hồ Ngọc Hà phải thốt lên châm biếm: căng cực, căng cực, căng cực. Câu nói của Hà Hồ cũng là một trong những khoảnh khắc viral nhất tập 2 của The Newman Tour, được chia sẻ khắp cõi mạng và nay vào luôn cả lời bài hát.